đâu mày? Đi gửi xe. Đồ anh gì? Máy này nè. Đâu mày? Coi thử nha. Đây là dòng máy xịt rửa cao áp mới đến từ thương hiệu Detone với công suất motor lên đến 2300W, nên em có thể dùng để xịt rửa xe ô tô, xe gắn máy hay anh em cũng có thể sử dụng để rửa sân, rửa sàn nhà trong dịp Tết sắp đến. Ưu điểm của dòng máy này là khá nhỏ gọn và đầy đủ phụ kiện đi kèm theo như là dây xịt dài 10m, dây hút, đầu phun áp lực, bình bọt tuyết và lọc rác. Ngoài ra thì đi kèm theo máy sẽ có một cái thùng để bảo quản. Khi anh em sử dụng máy xong thì có thể để gọn vào một góc hoặc là ở cốp sau của xe ô tô cũng rất là tiện lợi. Đặc biệt là chiếc thùng này anh em có thể dùng để chứa nước để cho máy hút nước lên. Quá tiện lợi mà lại gọn gàng. Sau khi đã lắp đặt xong cho máy thì mình sẽ pha loãng xà phòng vào bình bọt rồi gắn trực tiếp lên đầu phun là có thể sử dụng được ngay. Ở phần đầu thì anh em có thể điều chỉnh được tia nước đặt hoặc là phun ở diện tích rộng hơn để anh em có thể dễ dàng rửa xe, rửa sân hoặc là tưới cây đều được. Ở những nơi có bụi bám cứng hơn thì mình sẽ chuyển qua tia nước đặt để có thể có được áp lực mạnh hơn, vệ sinh trong gầm xe hoặc là những nơi đất bám một cách dễ dàng. Và cuối cùng thì anh em chỉ cần phun nước để xả trôi cái xà phòng đi là xong. Sao? Ổn không anh trai? Ghê đó, chốt anh cái. Ok anh ơi.